Nào đây, chưa làm năm này sao lại còn năm bạn chưa làm là thế nào nhỉ? Thầy ơi, Ơi hôm qua em làm nhầm đề. xin chào thế này, anh làm đề Em nào tưởng đây? làm cái đề trên đầu ấy thầy. Thì em làm cái đề dưới cái đề đấy. Thì sau lúc em làm xong thì hơn 11 giờ rồi. Sao lại làm cái đề dưới được? Đề dưới anh chưa làm, đề dưới anh làm rồi cơ mà. Đâu rồi? Thế về Đâu hôm qua mình làm đấy thầy. không, đừng có lướt lẹo với thầy. Hôm qua chỉ có mỗi Dũng chưa làm thôi, anh làm Hôm qua rồi. em làm, hôm qua em làm ở đấy. Đấy, Em hôm với qua thầy. ơi Hôm qua em lúc em vào là 10:20, thế là còn có 40 phút thôi. Em không làm kịp. 40 phút gì đề hai này á? Em thầy đặt lịch là 11 giờ mà hôm qua 10:20 em mới vào. Thế là sao em làm được có 40 phút là hết giờ mất rồi. À, thầy lúc nãy thầy xem điểm mà sao Phương điểm lại thấp thế này? Hóa ra là làm ít thời gian quá. Được rồi. Thì sáng em xong chiều em làm lại. Ừ, lát nữa thầy sẽ xóa. Bây giờ mình chữa bài đã. Đây, còn Ánh này, à, Bích Hợp này, Thanh Hà này, Quang Dũng này. Dũng, Dũng qua lại quên cái đề này à Dũng? Qua em làm rồi, hôm qua em mới làm cái đề một kìa. Phùng Huyền nữa, Phùng Huyền đâu? Đã hôm qua 11:20 em mới bắt đầu làm thì nó bị hết hạn từ 11 giờ. Em không xem thời gian này, là tối qua em có nhắn tin cho thầy nhưng mà lúc đấy thầy hoạt động 4 giờ trước rồi. Tự câu này các bạn phải làm ngay cho thành nhá. Mình sẽ bắt đầu với những câu mà có 10 bạn, mình sẽ chữa những câu mà có 10 bạn làm sai thì chúng ta sẽ chữa thêm nhé. Khá nhiều đấy, không biết là hai tiết có chữa hết được không. Này này, mình sẽ chỉnh nhanh một chút. Câu số 4, mình sẽ bắt đầu từ câu số 4 này. Ok, ta bắt đầu nào. Ta lấy sách vở ra để chúng ta ghi chép bài cho nó cẩn thận. Câu số 4, người ta yêu cầu chúng ta tính cái nguyên hàm của 2x bình cộng 1 dx trên x bình cộng 1 căn. Vậy thì các bạn đã làm như thế nào? Bạn đã khởi động ngày mới cho thầy nào. Nguyễn Hải Yến đi, Nguyễn Hải Yến khởi động cho thầy nào. Em thưa thầy, câu này thì em lấy từng đáp án để đạo hàm. À, mình đạo hàm. Đạo hàm cũng hợp lý thôi. Đạo hàm sẽ ra cái gì? Ví dụ A ra đạo hàm ra cái gì nào? Em đạo hàm B chứ. Ừ, đạo hàm B Dạ. chưa? Vâng. Có phải thú vị đấy nhỉ? B y phải sẽ bằng Y phẩy sẽ bằng x bình trên căn 1 cộng x bình. x bình nhỉ? Trên căn của 1 cộng x bình. Trừ căn 1 cộng x bình. Tất cả trên x bình. Trừ căn của 1 cộng x bình, tất cả chia cho x bình. Ồ, vậy kết quả sẽ Bằng bằng trừ 1 trên x bình nhân căn của 1 cộng x bình. tức là nó không là đáp án à? Vâng ạ. Ờ, Đáp án C thì đạo hàm ra là căn 1 cộng x bình 1 cộng x bình. cộng x bình trên căn 1 cộng x bình. Ừ, thằng này nhân lên có vẻ ra đáp án này. Nào. Bằng 2x bình cộng 1 trên căn 1 cộng x bình. Như vậy là thằng này chúng ta lấy
À, C. Rồi. Tốt đấy. Mình tính nguyên hàm cảm thấy nó hơi căng thì mình làm ngược lại. Đó là một ý tưởng tốt. Đó là ý tưởng tốt. Và cái thằng này tính nguyên hàm cũng không phải là dễ. Thằng này là mà mình tính nguyên hàm là mình phải dùng thằng nguyên hàm lượng giác. Chính vì vậy các em dùng cái giải pháp này là hợp lý thôi, không vấn đề gì cả. Đấy là câu số 4. Câu số 4. Nhớ. Các bạn làm sai các em chú ý lại cho thầy cái cách làm. Thì cho mình sang câu số 5. Câu số 5 thì có vẻ dễ hơn. Dễ hơn. Quốc Tuấn nào, Quốc Tuấn chữa thầy nào. Nhưng mà vẫn 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 bị sai đấy, vẫn có một số bạn bị sai. Cụ Tuấn đâu? Đây ạ. Tuấn chữa cho thầy câu này nào. Câu này thì nhân liên hợp là Đúng rồi, nhớ cái dạng căn tử sẽ bằng căn của x cộng 2 trừ tích. nếu căn của x cộng 2 trừ căn của x cộng 1 ạ. Trên Trên một trên một luôn rồi để như vậy nó sẽ bằng bằng 2/3 để em xem lại vợ ông ăn tiếp đã. Xong bằng nguyên hàm của căn x cộng 2 trừ đi nguyên hàm của căn x cộng 1. Cái đấy thì rõ rồi. Căn x cộng 2 trừ đi căn x cộng 1 để Xong bằng ví dụ là 2/3 x cộng 2 nhân căn x cộng 2 trừ 2/3 x cộng 1 nhân căn x cộng 1. Trong suy ra A bằng 2/3, B bằng trừ 2/3. A bằng 2 phần 3, B bằng trừ 2 phần 3. Thì 3A cộng B sẽ bằng 4/3. Được rồi. Thì cái này thì chỉ chú ý một chút cái phần nhân liên hợp lên thôi. Tốt. Đáp án B hợp lý rồi. Dịu hiểu cách bạn làm chưa? Thủy hiểu chưa? Thế rồi ạ. Ừ. Rồi ạ. Chúng ta sang phần tiếp theo. Con chữ nhanh lại. Mình sang câu phần tiếp theo chúng ta làm tương đối tốt. Đến câu 11. 11. Ta cùng xem câu 11 có cái gì. Nào, câu 11 này. F lớn x là một nguyên hàm của f nhỏ x, trong đó a trên b là phân số tối giản, ab nguyên dương, c là số hữu tỉ. Khi đó a cộng b cộng c sẽ bằng. Câu này mình có 19 bạn làm sai. Hỏi an nào, an chưa tới câu này à? Em là f bằng x nhân căn x bình cộng 5 thì đặt đặt t bằng x bình cộng 5. À, ta thấy nguyên hàm của x Thì ra t bình bằng x bình cộng 5. TDP sẽ bằng XDX. Rồi. Y bằng
bằng t nhân với t dt nguyên hàm của t nhân t dt. Bằng t mũ 3 trên 3 cộng t. Thay vào phương trình ban đầu thì bằng 1 phần 3 nhân với x bình cộng 5. Mũ 3 phần 3 phần 2, mũ 3. 3 phần 2 đúng không? 3 phần 2 là trong rồi. Ra được A sẽ bằng 1, B bằng 3 và C bằng 3 phần 2. Bây giờ A cộng B cộng C sẽ bằng. Rồi, rất tốt. Bạn làm như vậy rõ chưa Hoài? Thanh Bình, Công. Chưa rồi ạ. Ừ. Rồi ạ. Các em chịu cẩn thận vào nhé. Mình vẫn làm sai câu đấy đấy. À, chúng ta sang câu tiếp theo. À, câu tiếp theo chúng ta cũng làm sai tương đối, đó là câu 12. Câu 12. Giả sử nguyên hàm của 2x cộng 3 dx trên x, x cộng 1, x cộng 2, x cộng 3 cộng 1 bằng trừ 1 trên gx cộng c. Tính tổng các nghiệm của phương trình gx bằng 0. Tóm lại là tụi mình sẽ phải tìm thằng gx nó bằng cái gì. Sau đó thì đi giải phương trình đấy thôi. Câu này Ngọc Anh chưa đưa cho thầy không? mà phải là câu này đang quanh bờ ạ. Phương Thảo vậy, Thảo chưa cho thầy nào? Em có thấy là ở dưới mẫu thì em nhân x với x cộng 3 nhân x cộng 1 với x cộng 2. À, ta ghép cặp một cách hợp lý. Các em để ý thằng tử là 2x cộng 3 này. Nó là thằng đặc biệt. Thằng 2x là đạo hàm của x bình. Thằng 3 này là đạo hàm của 3x nên bạn ghép x với lại x cộng 3. Chúng ta sẽ được x bình cộng 3x nhân X bình cộng 3x cộng 2. Rồi, hợp lý. Tiếp nào. Rồi rồi đặt t bằng x bình cộng 3x cộng 2. X bình cộng 3x Đúng rồi, cộng x 2 bình luôn à? cộng 3x cộng 2. Thì suy Suy ra ra tt bằng 2x cộng 3. Rồi cái y kia sẽ bằng bằng dt trên t chữ 2 nhân t cộng 1. Phát triển mẫu thì nó sẽ thành là bằng nguyên hàm dt trên t chữ 1 tất cả bình
Nguyên hàm này bằng bằng trừ một phần b trừ một, thay vào thì sẽ bằng trừ một trên x bình cộng 3x cộng 1. cộng Lại c. phương trình đặt cái x bình cộng 3x cộng 1 bằng 0. À, như vậy là cái gx sẽ là x bình phương cộng 3x cộng 1 bằng 0. Thì nó sẽ có các nghiệm là Và phương trình có hai nghiệm là trừ 3 cộng trừ căn 5 trên 2. Thì tổng sẽ bằng trừ 3. trừ 3 cộng trừ căn 5 trên 2 suy ra x1 cộng x2 sẽ bằng trừ 3, hoặc là bằng kem viết luôn là bằng trừ b trên a thì nó sẽ bằng trừ 3 luôn. Rồi, rất tốt, rất tốt. Đấy, thằng này là chúng ta ghép cặp một cái hợp lý. À, phần nào mà chưa nhìn ra thì các em có thể chữa lại. Đây là câu mà mình không quen, là mình nhìn cũng khó nhìn ghê đấy. Hai câu tiếp cam làm tương đối tốt. Sau đó chúng ta sẽ chữa sang câu 15. Chúng ta sang câu số 15. Câu 15 yêu cầu như sau. Giả sử f(x) là một nguyên hàm của thằng f lớn x là một nguyên hàm của f nhỏ x bằng log nep của x cộng 3 trên x bình. Biết f lớn tại trừ 2 cộng f lớn tại 1 bằng 0, vậy giá trị f lớn tại trừ 1 và f lớn tại 2 sẽ bằng gì? Trần Huyền chữa thầy câu này nhỉ? Nguyên thầy là dùng từng phần. Từng dùng 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 nguyên hàm từng phần Ừ. mà. Ok, bây giờ ta sẽ tính toán nó như thế nào nhỉ? Đặt log nep của x cộng 3 bằng u, dv thì bằng 1 phần x bình dx. Nep của x cộng 3 bằng u. Còn 1 trên x bình dx thì bằng dv. Vậy ta được điều gì? Nên được du bằng 1 phần x cộng 3 dx. V. V thì bằng trừ 1 phần x. Rồi, rất hợp lý. Tiếp. Thì ra nguyên hàm của log nep x cộng 3 trên x bình dx bằng trừ log nep của x cộng 3 nên cho ở trên x trừ cộng nguyên hàm của một lên x lên x cộng 3 đấy Hợp lý rồi đấy, đúng không? Bằng tiếp à? bằng trừ loga nep của x cộng 3 trên x. Cộng 1 phần 3. Nhân cho nguyên hàm của 1 trên x trừ 1 phần x cộng 3. À, ta tách cái phân thức này ra.
Nó sẽ bằng bằng trừ log của x cộng 3 trên x cộng 1 phần 3 log db của x. Chị trừ log x trừ 1 phần 3 log db chị trừ log x cộng 3 cộng c. Rồi tìm f lớn của trừ 2. Thay thay trừ 2 vào đấy. Thì ta được thay trừ 2 vào thì ta được một f lớn x trừ 2 bằng f lớn của trừ 2 bằng 1 phần 3 log lên b của 2 cộng c. Còn f lớn của 1 thì thay 1 vào thì ta được trừ 8 phần 3 log lên b của 2 cộng c. F trừ 2 cộng F1 bằng 0 thì ta được 2C bằng 7 phần 3 log lên b của 2. Thì C được C bằng 7 phần 6 log lên b của 2. Rồi, hợp lý. Tiếp thì Fx thay C vào Fx ạ. Ghi ra Fx bằng trừ log lên b của x cộng 3 trên x cộng 1 phần 3 log lên b của trị tuyệt đối của x trừ 1 phần 3 log lên b của trị tuyệt đối của x cộng 3 x trên x cộng 3 6 log lên b. Này, đúng không? Thiếu 1 phần 3 log. À vâng, được rồi ạ. Hết, bây giờ thay trừ 1 vào. F trừ 1. F của trừ 1. F trừ 1 với lại F 2 luôn đi. Vâng. Nó sẽ bằng. F trừ 1 cộng F 2 thì bằng 11 phần 6 log A lên B của 2 cộng với 3 phần 2 log lên b của 2 trừ 5 phần 6 log lên b của 5 bằng 10 phần 3 log lên b của 2 trừ 5 phần 6 log lên b của 5. Đáp án A. Vậy là chúng ta có được đáp án A. À, được rồi, rất tốt. Thằng này tính toán hơi cồng kềnh nha. Tính toán hơi cồng kềnh, nó cũng không phải là khó lắm. Nhưng nó hơi cồng kềnh này. Ok. Được chưa? Bạn làm như vậy thì các bạn cách làm chưa? Thùy Linh, Dương Anh, Việt. Các bạn cách bạn xử lý chưa nào? Đó là câu 15. Chúng ta sang câu 10 à, câu tiếp theo, câu các 16, 17, 18, 19, 20, 21 các bạn làm tốt. Chúng ta sang câu 22. 22, 24. Câu 22 nào. Cho hàm fx liên tục trên R thỏa mãn f phẩy x r cộng, tức là số thực dương thỏa mãn f phẩy x lớn hơn x cộng với 1 trên x. À, vậy và f1 thì bằng 1
Do đó tìm giá trị nhỏ nhất của F2 xem nó bằng bao nhiêu. Câu 22 này. Lúc mình làm tương đối ổn đây. Xem ai chưa được cho thầy nào. Vì duyên nào, duyên chữ ra câu này cho thầy câu này nào. Em được thầy là ta có F2 trừ đi F1 à? Ừ. Ta có F2 trừ F1. F2 trừ đi F1 phải không? Bằng tích phân từ 1 đến 2 của f(x) dx. À, hay quá. Tích phân từ 1 đến 2 của F(x) dx. Sẽ lớn hơn hoặc bằng tích phân từ 1 đến 2 của x cộng dx. Cộng 1 trên x dx. Ừ, cái này bằng. X bình trên 2 ạ. Cộng với len của trị tuyệt đối của x ạ. Cận từ 1 đến 2 sẽ bằng với 2 cộng với len của 2 trừ đi 1 phần 2. À, thằng này thì bằng 2 cộng logan EP của 2 trừ đi 1 phần 2. Và bằng 3 phần 2 cộng len 2 ạ. Bằng 3 phần 2 cộng logan EP của 2. Từ đây thì suy ra F2 đúng không? Sẽ lớn hơn nó bằng Lớn hơn bằng F1 ạ. F1. Cộng với 3 phần 2 cộng với len 2 ạ. Và bằng 5 phần 2 cộng logan F của 2. Rồi, vậy ta có đáp án C. Tốt. Ok. Cách làm hay nhỉ. Từ cái F1 và F2 chúng ta có cái tích phân. Rất thú vị. Được chưa? Và làm như vậy được chưa Thùy Linh? Rõ ràng quá đúng không? Nhà. Hiểu chưa? Rồi ạ. Ok. Ta có thể chỉ nhanh lại. Đấy là câu 22. Bây giờ mình sang câu 24. 24, 27, 28. Chưa sang câu 24 nào. Câu 24. Đức Minh chữa thầy câu này nào. Câu này em làm đúng rồi thầy. Ừ? Sao có vẻ bất ngờ đấy? Em không biết bởi vì em quen bừa câu này. Dạ. Vâng. Thế để thầy nhờ bạn, các bạn làm. Bạn khác vậy. Câu 27. 24. 24. Lương chữ cho thầy đúng không? Em thưa thầy, Ừ. em đặt u bằng fx, f lớn x, Đặt u bằng em lớn đi cả. đặt dv bằng gx ạ. DV
bằng gx, g nhỏ xd đúng không? Vâng, g nhỏ. Ta Thế sẽ ra được. DU sẽ bằng DU bằng F nhỏ x. V sẽ bằng g lớn x. Xong sẽ bằng g lớn x nhân f lớn x cận từ 1 đến 2 ạ. Trừ cho nguyên hàm của Tích phân f nhỏ tích phân từ 1 đến 2 của f nhỏ x nhân g lớn x rồi thì bằng g2 này, nhân cho f1. nhân F2 chứ, thay 2 vào trước. Cái này giả thiết cho rồi, bằng 67 phần 12 F2 này trừ cho g1 nhân với f1. bằng, Vâng. Xong thay vào thay g2 bây giờ bằng cho hết rồi, đây là 2 này, 4 này, 1 3 phần trừ 2 này, 1 bằng 1 này, trừ cho 76 phần 12. bằng Bằng 11 phần 12 ạ. no, hợp lý quá nữa. Đáp án A. Được chưa? À, Phương Linh hiểu các bạn làm chưa? Quỳnh Trang. Dạ rồi ạ. Ok. Đẹp quá gì nữa, lời giải như thế quá đẹp. Gọn gàng. Logic. Tiếp theo, chúng ta chữa cho thầy câu, chúng ta sẽ chữa câu 27, 27, 28 là kết thúc phần đại, chuyển sang phần hình. Câu 27. Khi tính tích phân này, ta sẽ được kết quả là y bằng a logarit p của 5 cộng b logarit p của a logarit p của 3 cộng b logarit p của 5. Thì giá trị của a bình cộng ab cộng 3b bình. À, thì đây là một câu tích phân khá là đặc trưng rồi, không khó lắm. Thùy Linh chữa cho thầy câu này nhỉ? Phân đặt căn 3 x cộng 1 bằng 4. Chắc chắn rồi. P bình bằng 3 x cộng 1. X bằng P bình trừ 1 trên 3. Dx bằng 2t dt trên 3. Lấy mình vội cạnh. X bằng 1 với t bằng 2. X bằng 5 với t bằng 4. Thì ra y bằng x phân với 2 bằng 4. 2 trên t bình trừ 1 tt bằng x phân với 2 bằng 4 của 1 trên t trừ 1 trừ 1 trên t cộng 1 Được, tốt. bằng vô căn của t trừ 1 trên t cộng 1
cộng thứ hai bằng 4. Thắng lưu gan cộng 3 trên 5. Thắng lưu gan cộng 1 trên 2. À 1 trên 3. Bằng 2 lưu gan cộng 3 cộng 3 trừ lưu gan lưu gan trên 5. Được tốt. Có A bằng 2, B bằng trừ 1. A bình cộng AB cộng 3B bình bằng 5. Sẽ bằng 5 hả? Ừ. Rồi, ok. Thay đổi biến là ra. Còn Ngọc Linh làm lỗi câu này à? Em biến đổi sai. À. Tú với Tiến hiểu cách bạn làm chưa? Rõ quá gì nữa. Bạn biết thế này là rõ ràng quá. Nào, cho mình chưa sang câu 28. Câu 28 là chúng ta sẽ kết thúc phần giải tích để sang phần hình học. Biết rằng tích phân từ logan EP của 3 đến logan EP của 6 dx trên e mũ x cộng 2 e mũ trừ x trừ 3 thì bằng 3 logan EP của A trừ logan EP của B, với AB là các số nguyên dương. Vậy P bằng A nhân B sẽ nhận giá trị bằng bao nhiêu? Dương Anh chữa cho thầy câu này. Em cho thầy Y bằng lên từ lên 3 cộng tích phân từ lên 3 đến lên 6 ạ. Đó, em mũ x dx chia em mũ 2x cộng 2 trừ 3 em mũ x ạ. Tiếp. Đặt em mũ x bằng t ạ. Em mũ x dx bằng dt ạ. Tiếp tục nào. Thay vào y. Cộng từ 3 đến 6 dt trên t bình trừ 3t cộng 2. Đưa giải cái này ra. Mình thầy cho em một chút ạ. Bây giờ tách ra thành 1 phần t trừ 2 trừ 1 phần t trừ 1 ạ. Tt bằng len t trừ 2
Kết quả sẽ bằng Kết quả bằng 3 lên 2 trừ lên 5 ạ. 2 à? 3 lên 2 3 đúng không? 3 lên 2 trừ lên 5. Vậy là A sẽ bằng. Đây là A sẽ bằng 3. Đây là bằng trừ 5 ạ. Trừ 5 à? À, trừ 1 ạ, trừ 1. Trừ 5 đúng rồi. Trừ 5 bằng trừ 15. A bằng 2, A bằng 2. Ừ. Tích sẽ bằng âm 10. Rồi, rồi tốt. Hợp lý đúng rồi lớp. Các bạn chưa làm được chúng ta sẽ chưa lại cho thầy. Mình sẽ giải lao 10 phút sau đó chúng ta sẽ tiếp tục. Nào. Phần hình nào. Phần hình cho mình sẽ chữa một số câu này. Bật từ 35. Bật từ 35. 41 43 44 48 49 50. Đầu tiên với câu 34 35. Câu 34. Câu 34 này. Cho tam giác ABC có 3 đỉnh. Độ dài phân đường phân giác trong của cái tam giác này kẻ từ đỉnh B sẽ bằng bao nhiêu? Nào, chúng ta cùng xem nào. Câu này mình sẽ làm thế nào. Các bạn chữa cho thầy. 34. Câu này bạn là Ngọc Linh nào, Ngọc Linh chữa cho thầy câu này nào. Em được đấy, để vẽ hình đi à, cho dễ nhìn. Ừ. Vẽ hình mà. Chờ chút để tẩy cái này này. Rồi, ok. Thì chúng mình sẽ có 3 điểm ABC này. Tạo thành một tam giác. Sau đó thì được cái đường phân giác trong của góc B này sẽ cắt thằng này tại D đi. Em thấy đáy D sẽ có tọa độ là XYZ. Gọi tọa độ của D. Thì ta có là BA trên BC. Thì đó, ta sẽ có BA trên BC. Sẽ bằng AD trên CD. Được rồi, DA trên DC. Em tính độ dài ra thì cái tị đại đấy bằng 1 phần 2. Bằng 1/2. Trong đó vector AB bằng. AB bằng gì ạ? Thôi cái này bằng luôn nhá, 1/2. Bằng 1/2. Rồi sao nữa? Thì suy ra vector AD bằng trừ 1/2 vector CD. Đúng rồi, DA sẽ bằng, bạn để là AD à? AD sẽ đẹp hơn. Bằng trừ 1/2 vector CD. CD tương đương. Tiếp. Có cần tính toán độ AD với CD luôn không? Có chứ, tính luôn. Thì AD Trong đó AD sẽ có tọa độ là trừ 1. x trừ 1. X 1. Y 2 vậy. Z cộng 1. CD CD là x trừ 4. cộng 4 chứ. Y Y trừ 7. 7 và Z trừ 5. Z trừ 5. Ừ. Đấy thì ta suy ra cái gì nhỉ? X trừ 1 X trừ 1 bằng 1 phần 2 nhân x cộng 4. bằng 1/2 x cộng 4. Y trừ 2 Y trừ 2 sẽ bằng 1 phần 2 y trừ 7. Y
trừ 7 và z cộng 1 bằng 1 phần 2 z trừ 5 tương bằng đương trừ 1 phần 2. X bằng trừ 1 phần 2 à? Không, thầy sửa mấy cái kia bằng trừ 1 phần 2 ấy. Ừ. X sẽ bằng trừ 2 phần 3. Trừ 2 phần 3. Y bằng 1 phần 3. Và Z 11 phần 3. Okay. Z bằng 1, cái Y bằng 11 phần 3. Z bằng 1. Z bằng 1 á? Vâng ạ. Ok. Từ đây thì chia tọa độ của D đó là trừ 2 phần 3 bằng 1 phần 3 bằng 1. Suy ra độ dài của đường thẳng BD sẽ bằng, em tính ra luôn thì được bằng 2 căn bé 4 phần 3. Được phân giác trong chính là BD 2 căn bé 4 phần 3, đáp án B. Thì ở đây chúng ta chú ý cho thầy cái tính chất của đường phân giác trong và cái cách mình xác định đường phân giác trong. Nhớ rồi cái cách làm thôi. Chúng ta dùng tỉ số. DA trên DC sẽ bằng BA trên BC. Dùng tỉ số độ dài này ta sẽ tìm được tọa độ điểm D. Từ đó các em tính được cái độ dài BD chính là cái mà ta thiết yêu cầu. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ xem cho thầy câu 40 ở đâu, câu 35 chứ. Câu 35. Cho không gian cho hai vector A và B tạo với nhau một góc 120 độ. Biết là độ dài của vector A thì bằng 3, độ dài của vector B thì bằng 5. Như vậy cái vector T, cái T bằng độ dài của vector A trừ vector B sẽ bằng bao nhiêu? Bạn chữa cho thầy câu này. Câu 35 này. Bạn Việt Trang nào, Việt Trang chữa thầy con này. Việt Trang đâu? Việt Trang chữa thầy nào. Trang đâu rồi? Bé đi đâu mất rồi? Tú à? Tú chữa thầy con xem nào. Em chưa. Mình làm như nào nhá. Thầy là T bình bằng ta có T bình phương A trừ B tất cả bình. Vector A trừ vector B tất cả bình.
bằng AB A bình trừ 2 vector A vector B cộng B bình vector B bình nó sẽ bằng 9 độ dài của vector A bình, bình phương vô hướng bằng bình phương độ dài trừ 2 độ dài của vector A nhân độ dài của vector B nhân cos của góc xen giữa là 120 độ cộng với độ dài của vector B bình, thay số vào thôi nó sẽ bằng 9 này trừ đi 2 nhân nhân ba 3 nhân 5 nhân người cos 120 này cộng với lại năm bình 25 25 kết quả sẽ bằng bằng 49 49. Như vậy thì T sẽ bằng7 được rồi, là tốt tốt. Ok, đây là câu 35. Đó rất là đơn giản thôi. Các bạn chưa làm được thì các em để ý cách làm nhé. Để những cái kiến thức liên quan đến vector này chúng ta ôn lại hết. Sau đó thì đặc biệt chú ý tới cái thằng tích vô hướng của hai vector. Câu tiếp theo thì chúng mình chuyển sang câu 41. 41 43 44 41. Hay là đề bài dài ghê nhỉ. Cho đường thẳng D và hai mặt phẳng PQ, viết phương trình mặt cầu có tâm S thuộc mặt cầu S có tâm Y thuộc D và tiếp xúc với P và Q. Vậy hay đấy nhỉ. 41 này. X ngọc chưa thầy nào? Con như thằng người có y thuộc b nên là y sẽ có tọa độ là p trừ 1 và trừ t. Y thuộc vào đường thẳng D nên điểm Y sẽ có tọa độ là T trừ 1 và trừ T. Tiếp tục nào. Mặt phẳng S tiếp xúc với p và q thì khoảng cách từ Y đến mặt phẳng P sẽ bằng khoảng cách từ Y đến mặt phẳng Q, Đúng rồi. sẽ bằng R. Tương đương. Lúc đấy sẽ có T trừ 2, trừ 2T cộng 3 thì tuyệt đối ạ. T trừ 2 trừ đi 2T cộng 3 bằng với t trừ 2 trừ 2t cộng 7 trừ 2 t cộng 3 tương thì đương. sẽ có là 1 trừ t sẽ bằng 5 trừ t. Như đấy sẽ có 1 trừ 2t cộng t bình bằng 25 trừ 10t cộng t bình. Suy ra t bằng 3 thì khi sẽ có tọa độ là 3 trừ 1 và trừ 3. Tốt. Bán kính R sẽ bằng khoảng cách từ Y đến P bằng 2 phần 3. 2 phần 3. Và 2 phần 3 nào. Để xem phương trình mặt cầu. x trừ 3 tất cả bình cộng y cộng 1 tất cả bình cộng z cộng 3 tất cả bình bằng 4 phần 9. Được rồi, rất tốt. Từ khoảng cách điểm thuộc đường, sau đó thì dùng cái tính chất về mặt cầu tiếp xúc với hai mặt phẳng, chúng ta sẽ có một cái khoảng cách giữa y đến p bằng y đến q. Đây chính là cái căn căn bản của bài toán này. Từ đây chúng ta giải ra p ra tọa độ của y, tính được bán kính, suy ra phương trình. Rất tốt. Chúng ta sang câu tiếp theo là câu
43. Đấy, trước tiên câu 41 này các bạn hiểu ấy làm chưa? Nhi nào, Nhi hiểu ấy làm chưa? Thầy thấy Nhi làm sai hơi nhiều đấy. À, Nhi, Dương Hương hiểu ấy làm chưa? Vâng ạ. Dương Hương đâu? Dương Hương. Em hiểu rồi. Rồi, thì cho mình chuyển sang câu tiếp theo, câu 43. Trong không gian với hệ trục tọa độ OIZ thì có đường thẳng D điểm M. Gọi S là mặt cầu có tâm Y thuộc D và tiếp xúc với mặt phẳng OXY tại điểm M. Có bao nhiêu mặt cầu thỏa mãn? Hỏi rằng sẽ có bao nhiêu mặt cầu thỏa mãn cái tính chất này. Ê, chắc hay ghê nhỉ. 43 này. Hiền chưa thầy câu này Hiền? Hiền đâu? Nghe. Mình làm thế nào? Đầu tiên viết phương trình tham số. Thứ nhất là D sẽ có phương trình tham số là tham số hóa D, nó sẽ là x bằng X bằng 3 cộng T 3 cộng t y Y bằng bằng T Y bằng T Z bằng chữ 2 cộng T tiếp mà Y thuộc D khi đó Y có tọa độ là 3 cộng T T với cả chữ 2 cộng T y này có tọa độ là 3 cộng t t và chữ 2 cộng t sao nữa nhỉ? Suy ra được vector IM có tọa độ là 1 cộng t một cộng t à, t cộng 1 Gì đây? Nhìn lại một nào. cộng t Nó sao lại một cộng t được im cơ mà? Phải lấy tọa độ của m trừ tọa độ của y chứ. t cộng 1 à, t trừ 1 Tính cẩn thận nào. M có tọa độ là 2 2 trừ 1 0 trừ 1 0. Cái trừ đi thì nó phải là gì? t trừ 1 Trừ 1 trừ trừ t, 1 tính trừ cẩn thận t Hiền. Trừ 1 trừ t nữa. Và trừ 2 trừ t. Tiếp. Bây giờ mình làm gì? Yeah. Mà K thuộc mặt phẳng Cái gì ạ? em nhìn lại đã trong mặt phẳng XOY có vector thị phương OXY có vector chỉ phương gì? Vector pháp tuyến. vào với vừa phát triển N sẽ bằng vector K có tọa độ là 001 001. Thì sao nhỉ? Em vẽ hình một chút, em sẽ có mặt phẳng OXY điểm M ở trong đó. Một cái đường thẳng D. Một cái đường thẳng D. Chúng ta phải lấy điểm Y ở đây. Tâm của mặt cầu tiếp xúc với mặt phẳng này tại tại cái thằng này. Tại cái điểm M này. Chúng ta có một cái mặt cầu kiểu như thế này. Đó.
Tiếp tục đi. Lấy tích của K với cả IM. Lấy tích. Lấy tích có hướng à? K với IM để làm gì nhỉ? K có hướng với IM. Sẽ bằng. Một cộng T. 1 cộng T à? T. Chữ T trừ 1 ạ, không phải chữ T ạ. Và Không. không. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Mà từ im lệ Thế nào nhỉ? IM này phải như thế nào với NP? gốc ạ. À, thằng này IM này sẽ vuông góc với mặt phẳng P nên nó cùng phương. Cái vector IM lúc đấy sẽ cùng phương với vector NP. Chính vì vậy mà tích tích có hướng của hai cái vector này phải bằng vector 0. Bằng vector 0. Từ đây em suy ra được cái T sẽ bằng. T bằng gì? T trừ 1 Trừ là 1. Trừ 1. Như vậy mình có một cái điểm Y duy nhất nằm trên đường thẳng D để sao cho IM vuông góc với cái mặt phẳng P này, tức là sẽ có duy nhất một cái mặt cầu thỏa mãn yêu cầu bài toán. Từ đây suy ra có duy nhất một mặt cầu thỏa mãn yêu cầu bài toán. Thế nói lại về bài toán này một chút. Bài toán này về bản chất là các em sẽ đi xác định một cái mặt cầu có tâm nằm trên đường thẳng D cho trước và tiếp xúc với một cái mặt phẳng cho trước, tại điểm cho trước. Thế thì điều đấy có nghĩa là cái tâm Y này nằm thuộc trên D thì cái IM này sẽ phải vuông góc với mặt phẳng OY này, nên các em co cho cái thằng này nó cùng phương với vector K là vector pháp tuyến của mặt phẳng OY có tọa độ là 001. Thì để nó cùng phương, để nó cùng phương thì các em dùng điều kiện cùng phương. Các em dùng điều kiện cùng phương có nhiều cách để chúng ta xử lý tình huống đó. Tính vector IM ra và cho nó cùng phương với cái vector vector này thì bắt buộc cái hoành độ và tung độ của nó đều phải bằng không hết, nên em giải ra được ngay t bằng âm 1 mà mình có được một cái điểm y thỏa mãn. Đấy. Một cái vector bất kỳ, một cái vector x bất kỳ mà cùng phương với cái vector k thì rõ ràng là x của nó phải bằng không và y của nó phải bằng không, nên chúng ta dễ dàng tìm được ra cái điểm y này nếu cái số điểm y này thỏa mãn cái điều kiện đó, ứng với việc là sẽ có số mặt cầu tương ứng thỏa mãn yêu cầu bài toán. Bài toán này hoàn toàn có thể có vô số khi đường thẳng D này nó vuông góc với mặt phẳng OXY. Không có cái nào khi không có cái điểm Y nào thỏa mãn nữa cả. Và có một nghiệm hình. Nó có 3 khả năng như vậy.
Đó là câu 43. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu 44. Câu 44. Trong không gian với hệ trục tọa độ OX, YZ thì cho điểm A đường thẳng D của phương trình. Đường kính của mặt cầu có tâm A và tiếp xúc với D sẽ bằng bao nhiêu? Đây là một câu dễ. Tại sao làm nó lại lỗi ghê vậy nhỉ? 44 này. Mình Phương chữa thầy câu này Phương. Minh Phương này. Minh Phương đâu? Em đây ạ. Minh Phương chưa đây nào. Nhớ lại nhanh cách làm, giống kiểu mình đi thi ấy. Nhớ nhanh. Ta sẽ làm như nào? Em thu thời là D là bằng x cộng 1 trên 2 y à bằng y trừ 2 trên 1 bằng z cộng 3 trên trừ 1 thì sẽ có phương trình là x bằng trừ 1 cộng 2t y bằng 2 cộng t z bằng trừ 3 trừ t. Gọi h là trừ 1 cộng 2t. Gọi h của tọa độ là trừ 1 cộng 2t, 2 cộng t trừ 3 trừ t thuộc vào D là hình chiếu vuông góc của A. Lên D thì suy ra là vector AH vuông với cả U. Ta có vector AH có tọa độ trừ 2 cộng 2 trừ 2 cộng 2t 4 cộng t trừ 6 trừ t vector UD bằng có tọa độ là 2 1 trừ 1. Thì suy ra có phương trình là 2 nhân với trừ 2 cộng 2t. 2 nhân trừ 2 cộng 2t cộng 1 nhân 4 cộng t cộng với cả trừ 1 nhân với trừ 6 trừ t bằng 0. Thế này sẽ có nghĩa là phương trình thứ hai là t bằng trừ 1. T bằng trừ 1. Đây là có điểm H, suy ra vector AH luôn nhé. Bây giờ là AH có tọa độ là trừ 4, 3, trừ 5. R thì bằng D từ bằng AH luôn. Là bằng tổng cái từ A đến D. Từ A đến đường thẳng D. R chỉ là AH bằng bao nhiêu đây? Đường AH là bằng 5 căn 2. 5 căn 2. Như vậy thì đường kính thì là đường kính thì sẽ là nhân với 2 là 10 căn 2. 10 căn 2. Được rồi, rất tốt. Đáp án B. Ở đây các số thể dùng khoảng cách. Ta biết rằng ta có điểm A, một cái mặt cầu tiếp xúc với nó thì bán kính R sẽ bằng khoảng cách từ A tới đường thẳng D và bằng độ dài của đoạn AH. Các em có thể tính ngay nó bằng công thức đã được trang bị hoặc là dùng việc là tìm hình chiếu của A trên D, sau đó thì tính bán kính bằng khoảng cách AH giống như là cách bạn Phương làm ở đây. Được rồi, như vậy là rất tốt rồi.
Tiếp theo chúng ta sẽ chữa sang câu 48. Câu 48. Trong không gian với hệ trục tọa độ OIZ thì cho hai điểm AB và mặt phẳng P. Viết phương trình mặt phẳng Q đi qua AB và vuông góc với P ha. Câu này thì quen thuộc lắm rồi. Bạn Lương nào, Lương chữa thầy câu này nào. Em thầy là tính AB, à tính vectơ tự AB. Vectơ AB sẽ bằng bằng trừ 1, trừ 3 với cả bằng 2. Có là P bằng 1 trừ 3 với cả 2. Mình lấy tích có hướng của hai cái đấy là bằng 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 0 bằng 2 à quên bằng 4 với cả 6, rút gọn là 2 với 3. Vector N nó có tọa độ là 0, 2, 3. À, xong phương trình xong. Mặt phẳng Q nhỉ? Đây là NQ. Mặt phẳng Q sẽ có phương trình là 2Y cộng 3Z trừ 11. À nhá, trừ đi 2 này, hay trừ đi 4 này. Cộng 3 nhân với Z trừ 1 bằng 0. Tức là 2Y cộng 3Z cộng 3Z trừ 11 bằng bằng 0. Rồi, rất tốt. Xử lý gọn gàng. Câu về phương trình mặt phẳng, xác định bằng cách đi qua hai điểm cho trước và vuông góc với mặt phẳng cho trước. Cái vector pháp tuyến của nó sẽ vuông góc với cái vector AB và vuông góc với vector NP. Từ đây chúng ta dễ dàng suy ra được cái vector pháp tuyến của nó. Nó đi qua hai điểm, các em đi qua chọn điểm nào cũng được. Từ đây ta có phương trình của nó. Chính xác rồi. Câu tiếp theo. Câu 49. Câu 49. Câu 49 các em làm tương đối tốt. Bạn Khánh Ngọc chữa thầy câu 49 đây nào. Cho điểm A, alpha là mặt phẳng đi qua các hình chiếu của A trên các trục tọa độ, phương trình của nó sẽ là. Khánh Ngọc đâu? Em đây ạ. Ok, Ngọc chữa thầy nào. Mình sẽ làm như thế nào nhỉ? Này dễ quá. Cho nên kiến thức về hình chiếu nhớ. Mình làm thế nào? Em đưa thầy làm. Hình chiếu của A lên 30 là để chủ OX trước đi. Đưa thầy chủ OX là 003 là một cái điểm A1. Lên OX thì phải giữ cái X lại chứ. Còn lại bằng 5. không hết.
500 ạ. 500. Bên OI sẽ là điểm A2 có tọa độ là 040 ạ. 040. Lên OZ 003. A3 có tọa độ là 003. Rồi sau đó Thì ra có mặt phẳng là 12x cộng 10, 15y cộng với 20z. nào, mặt phẳng A1, A2, A3 sẽ được viết như thế nào? Mặt phẳng này sẽ viết thế nào? Đây là mặt phẳng theo đoạn chắn. Sẽ là gì nhỉ? Nó được viết thế nào nhỉ? Em mới thấy là x trên 5 X trên 5 cộng y trên 4 cộng Y trên 4 cộng z trên 3 Z trên 3 bằng 1 ạ. bằng 1. Lúc đấy ta mới quy đồng lên 12X Cộng 15y 15Y cộng 20Z 20z trừ đi bao nhiêu đây? trừ đi 60. 60 bằng 0. Cái này có rút gọn được không? Ở đâu? Cái này nó là phương trình ở đáp án này luôn rồi, đáp án C luôn rồi. Không cần phải rút gọn. Được chưa? Thế thôi. Đây là bài toán mà các em nhớ lại cho thầy về cái cách tìm hình chiếu của một điểm trên các trục tọa độ và các mặt phẳng tọa độ. Đó là một bài toán đặc biệt. Và khi một cái mặt phẳng đi qua 3 điểm nằm trên 3 trục thì ta dùng phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn để làm x trên a, y trên b cộng z trên c bằng 1, đúng không? Do đó nếu cần chuyển nó về dạng thông thường thì chúng ta chỉ cần quy đồng lên thôi. Tiếp theo chúng ta còn một câu nữa, các bạn làm sai tương đối nhiều. Đây, còn câu 51, 50 chứ, quên. Câu 50. À, câu này hoàn toàn tương tự như câu trên, đúng không? Hoàn toàn tương tự như câu trên. Thì thầy nhờ một bạn làm sai nhé, xem có rút được kinh nghiệm làm chưa. Bình nhờ, Bình làm thầy sao nào? Đã rút được kinh nghiệm chưa? Nó giống câu trên mà. Bình đâu rồi? Bình đâu Em đây rồi? thầy ơi, Ừ, Bình chưa thầy này. em đây ạ. Em với thầy là ta có m có tọa độ là 500 ạ. Mấy á? 500. Đâu, điểm A mình có tọa độ là 1 2 5 chứ 5 cơ mà. Vậy hình chiếu của A lên trục OX sẽ là điểm M có tọa độ là gì nhỉ? Chiếu lên OX. Chiếu lên úi kìa thầy. Ừ. Mà 100 ạ. Cái gì đây? Một không không nữa. 100 đọc thế nào ra 100 thế Bình, đứa nào nhắc ấy. Chiếu lên OI. N có tọa độ là nhắc phải chấm phẩy cho nó chứ. Đúng rồi, nhắc phải chấm phẩy chứ. Em thấy là 020 ạ. 020. Đúng rồi, chiếu lên OZ nào.
OZ là 0, 0, âm 5. Ừ. Vậy lúc đấy ta sẽ có mặt phẳng MNP sẽ là... Em thấy MNP... X chia... X... X chia 1 ạ. X chia 1 cộng... Cộng Y trên 2. Y trên 2. Trừ Z. Ừ, trừ... Z trên 5 bằng 1. Có chưa? À, đáp án... Có đáp án chưa? D ạ. Đáp án D luôn. Được rồi, thế thôi. Nha, như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu khá là kỹ, chữa khá là kỹ về cái đề số 2 này thôi. Qua đây chúng ta vừa ôn lại kiến thức, vừa rút kinh nghiệm những cái phần mà chúng ta chưa làm được. Đấy là phần mà chúng ta cần phải rèn luyện lại để cho nó thành thạo, mình nâng cao được cái khả năng làm bài của mình.